Một số lưu ý khi sử dụng Nesiwan. Đây là một cái tên mà được rất là nhiều anh em quan tâm trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà có một số anh em đã nhắn mình hỏi mình là làm sao để mà sử dụng em này một cách hiệu quả nhất, ngon nhất và tốt nhất cũng như là bền nhất. Thì đây, mình sẽ chia sẻ với anh em luôn. Thì em Nesiwan này thuộc dòng Glowbot, cho nên là khi anh em sử dụng anh em không cần phải phiêu chuốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái đầu bot của em Nesiwan này đã sẵn chuốt rồi. Anh em chỉ việc gắn vào và sử dụng thôi. Còn gắn như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn liền ha. Đây, như anh em có thể thấy thì đây là cái mẫu máy của em Nesiwan. Thì khi mà anh em sử dụng, anh em tháo cái đầu này ra, cũng như là khi mà hết, anh em chỉ cần gắn cái đầu vị của nó vào là anh em có thể sử dụng được. Và lưu ý với mình là cái đầu đốc sạc này, anh em dở dưới đít lên, anh em phải bấm 5 lần để mà mở máy, để mà sạc cho cái cây máy của anh em. Tiếp đến là phần lưu ý khi sử dụng là anh em chú ý với mình là đừng có trượt và thả máy lên như thế này. Mặc dù điều này làm rất là hay, rất là vui, nhưng mà có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đến cái bộ đốc sạc. Là khi anh em thả như vậy, anh em lỡ thả mạnh quá thì cái phần chân tiếp xúc ở bên trong sạc đó, nó sẽ bị thụt hoặc là nó bị hỏng. Khi mà anh em bỏ máy vào có thể nó sẽ không nhận sạc và nó hư cái đốc sạc của anh em. Tiếp đến là lưu ý thứ hai là anh em khi sạc là không nên sạc máy cùng với đốc chung một lần. Anh em nên bỏ máy ra và sạc cái đốc thôi. Khi sạc á, thì anh em chú ý cho mình là nên lựa những củ sạc nào có số A thấp thôi. Cái số A ampe nó thấp chút xíu để mà cho cái máy của anh em bền hơn. Và cơ bản thì em Nesiwan này cái lượng pin cũng không có quá nhiều, cho nên là cái lượng sạc vào rất là nhanh. Cho nên là anh em cứ thoải mái đi, đừng có bỏ chung cả máy và đốc sạc sạc chung nha. Và đây là những yếu tố quan trọng và anh em cần phải lưu ý khi sử dụng Nesiwan để anh em có một cái trải nghiệm tốt nhất, trọn vẹn nhất. Như anh em cũng biết thì Nesiwan có rất là nhiều hương vị. Ở clip sau mình sẽ chia sẻ cho anh em những hương vị mà mình thích nhất để anh em có thể tham khảo cũng như là lựa chọn được những hương vị phù hợp cho bản thân. Ngoài ra anh em có thắc mắc gì thì anh em cứ việc comment phía dưới clip, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em.